bà ok Tuesday sẽ sang sát ở khnì ở lời ngày đấy dừng màu riêng và tổ hợp tiết cứ chỉ một hộp nó bảo phía bảy bà phía xa Việt Nam một hộp phía bảy chân dương mơ màu phía đồng bồn rồi bỏ dương tạm đó bà phía đồng bồn rồi bỏ dương cứ ăn có xóm rộp nè ăn có xóm rộp bà ăn có xóm rộp ăn có xóm rộp phía xa Việt Nam gạo lứt gạo lứt gạo lứt gạo lứt và gạo lứt còn có sầm rộp nhé và bịa bằng tóp rồi bỏ dưỡng cứ bịa thá đồng nào đóng nào nhé đóng nào đóng nào và phía sang Việt Nam à, nếp 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 và nhé nếp ok. Nhưng cho đọc việc và toàn mới tiết cứ bịa thá soi bà nè soi bà soi bà nè à, đối với soi á, là tiếng Khmer cũng gọi là soi luôn ha à, cũng gọi là soi luôn tại vì soi này là thức ăn này là thức ăn của người Việt mình ha à, món ăn của người Việt thì họ cũng dùng là từ soi luôn ha vậy tới bịa soi cứ định dây đôi khi tập học là dân hai soi soi đôi khi nó bà soi soi mà Việt Nam cả hàng sói, Khmer dân cả hàng sói đây, hàng sói được nè bạn. Nhưng cho đọc biết mùi tiết bạn. Bài đồng nào, bài đồng nào bạn, bài đồng nào bạn. Cơm nếp, cơm nếp, ok. Nhưng cho đọc biết và toạc mùi tiết. Bài chương trụ bạn, bài chương trụ. Bài chương chuột nè phía sang Việt Nam cơm giò heo cơm giò heo bao giờ ăn bán phía sầm lén cơm giò heo rứa có cơm giò heo và cơm giò heo nè bạn ok dân cho đo việc và tọa mười tiết cuối tiểu và cuối tiếu cuối tiếu cuối tiểu nè cuối tiếu hủ tiếu bà hủ tiếu nè nhưng cho đầu việc và tọa mười tiết quy quy tiếu tật bà quy tiểu tật quy tiếu tật hủ tiếu nước hủ tiếu nước bà nhưng cho đầu việc và tọa mười tiết mì chè bà mì mì chè mì chè mì xào phía sau Việt Nam mì xào ok nhưng cho đọc việc và tọa mười tiết ném bà chiên ném chiên mình có thể gọi là chả giò á chả giò cũng được ha ném chiên hay là chả giò ha dân ai hay tha ném chiên đưa có chả giò bạc mai dân hai bàn pi chmua bà ném chiên đưa có chả giò ok phía sau Việt Nam chả giò và chả giò rư có chả giò và trên bàn tìm lệnh nhé bạn ok bạn ok ok trang sở tỏ nét là bạn tạm đàn tôi sẽ video là bỏ lục rú bởi chú chất video là bỏ lục rú xong cho lại chú xem nè mỗi đồng bày tụi tụi bạn video thầm mày xong ok cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem theo dõi video của mình thường ra và ủng hộ mình ha à, nếu các bạn thích video của mình xin bấm chia sẻ vào bên để có lượt tương tác nhiều hơn ha và sẽ nhận được những video mới mình làm tiếp theo cảm ơn rất nhiều.